Mở đầu chương trình, Hà Trinh và Phi Hùng xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Bạn Có Biết. Trong chuyên mục Bạn Có Biết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về rạp Đại Đồng. Anh Nguyễn Phi Hùng biết không, ngày xưa thì ở thành phố mình có cái rạp Đại Đồng mà được rất là nhiều người biết tiếng. Mà không chỉ có một đâu mà còn có hai rạp nữa. Một rạp thì ở đường Cao Thắng quận 3, còn một rạp là ở đường Nơ Trang Long hiện nay, tức là cái đường tên là Nguyễn Văn Học ở quận Bình Thạnh ngày xưa. Cả hai rạp này đều là rạp bình dân và chuyên chiếu phim cũ với giá rẻ đúng không? Đúng rồi. Rạp Đại Đồng ở đường Cao Thắng thì thường chiếu phim Cao Bồi và giá vé thì chỉ bằng một tô phở xe lửa. Không biết là một cái tô phở xe lửa ngày xưa là bao nhiêu, nhưng mà chắc là nó cũng nằm ở trong cái tầm mua. Phù hợp với người lao động đúng không? Người bình dân. Em còn nghe nói là bên cạnh cái việc là chiếu phim thì ở khu vực ngoài cái rạp có rất là nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt như là hủ tiếu bò viên nè, rồi bò bía nè, được nhiều người thích lắm. Và cứ mỗi lần người ta xem phim xong á, là cái khu đó tấp nập người đến để mà ăn rồi thưởng thức, rất là đông vui và nổi tiếng. Cái rạp Đại Đồng ở Bình Thạnh thì kém hơn một chút với chất lượng thuộc diện dưới xa mức trung bình. Bởi vì là phim của rạp không những cũ mà còn hay bị đứt phim giữa chừng. Thế thì mình cũng khó có thể thưởng thức được trọn vẹn bộ phim. Nhưng mà bù lại, ở gần đó thì bên cạnh có một cái quán cơm bì chả được nhiều bạn học sinh rồi các bạn trẻ yêu thích lắm. Sau năm 1945 thì có những cái thông tin là rạp Đại Đồng ở khu vực quận Bình Thạnh cũng còn có mở cửa chiếu thêm một vài phim nữa, rồi sau đó thì đóng hẳn. Hiện nay thì cái khu vực đó đang thuộc về quyền sở hữu của một công ty in ấn. May mắn là rạp Đại Đồng ở Cao Thắng thì tới ngày hôm nay vẫn hoạt động và là một trong số ít những rạp có một cái bề dày cũng như là một cái thời gian hoạt động lâu dài như vậy. Và vừa rồi là những cái thông tin, những cái ký ức về rạp Đại Đồng. Hy vọng rằng quý vị khán giả nào chúng ta vẫn còn quan tâm có thể tìm hiểu thêm một số những thông tin này trên mạng nữa nhé.